Nghe chỉ huy mọi người ơi, cái game này 1-10 đồ chơi được có 3 ạt thôi bạn ơi. Mình không có kéo xe gì đâu, không có vô, không có kiểu 1-10 lóc mấy chục ạt cân hết được đâu. Wow, Khánh Hưng kìa. Game này là Thiên Long Phát Hiện nha. Bây giờ là đang PK 11 giờ tối ở PK Sương Sương buổi tối á. Tối tối cuối tuần nè. Nên mình tập trung mình đánh nha. Rồi nãy má cũng mệt luôn, hai má con mình cũng mệt. Nhiều khi bị người ta thông vô họng nhiều quá cái nó bị ta vì người ta kiểu là đâm vô họng nhiều quá cái nó bị tắc tiếng luôn rồi. Trời má nào kéo con boss ra tới đây luôn vậy. Tàn nhẫn chứ gì. Mấy má tàn nhẫn quá kéo con boss ra tới đây luôn vậy. Cười bữa nay cười hết nổi luôn rồi. Này bệnh rồi. Tàn nhẫn quá. Ôi, cho nó đau mọi người ơi. Để lên Nguyệt Lạc Tây Sơn cái đã. Không, mình sẽ lên mình ngay nhuộc trước của mình vẫn Nguyệt Lạc được. Mình chứ không phải Amanda đâu nha mọi người. Amanda còn trâu chứ ạc này, hoặc ạc này giống như là ạc Nga Mi Clone gì đó má ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi mới thấy mất hết trơn người, cái giờ nó hiện ra quá trời luôn vậy nè. Ơi, đừng có quánh tôi chứ. Ông nào vậy? Hết hơi rồi còn quánh tôi nữa. Trời ơi, giết con gùa đây. Gùa đây. Đáng lẽ hôm nay mình like tối rồi, tại mình bị bệnh đó, mình không like nay giờ BK sách cái háng dậy like. Mai sẽ dán like boss tàn cổ cho mọi người nha, mai hứa hẹn boss tàn cổ cũng đông như quân mâm luôn. Tại vì chỉ có boss tàn cổ mới có chuẩn cửu yếu quyết thôi. Có ngoài sao. Rồi gì là quýnh ngoài trước ngoài sao luôn hả? Nè, mai tuấn kiệt. Mai anh là boss Nga Mi mà, đúng rồi, mai anh là boss Nga Mi. Vừa đẹp mà vừa mạnh nữa. Hôm nay mình nay đánh buổi tối sương sương thôi. Sương sương cuối tuần đó mọi người. Như, nhiệm vụ của tôi thì cũng như là để bơm máu thôi. Đặc này là Nga Mi Clone mà, có 2k băng. 2k băng nhưng mà cũng cũng gán quánh dãy 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 á, cho nó giống như kiểu là mình cũng quánh được đó mọi người. Khổ. Nay 11 giờ rồi. Xỉu luôn. Nếu mà hai bên tập trung hết thì mình thấy cũng khá là cân á. Dạo này rồi. Chuẩn bị để tôi đi. Mọi người dạo này tôi thấy hình như mọi người báo là chơi game hay bị đít do quá tải hay sao á. Thì để tôi đi, để tôi khỏe khỏe đi qua tuần rồi tôi sẽ tiêu diệt cho. Mấy ông tôi nói rồi, cày tôi không phải không cho cày mà cày một bất ti thôi, chứ ông nội nào mà cày mà một đống bất ti là tôi tiêu diệt hết. Cày cho người ta chơi với. Giống như người chơi 2-3 ạt thì thôi, giống như tôi chơi có một ạt nè. Mà livestream tôi chỉ chơi, chơi có 5 mi thôi, chiều cày gì mà cày một đống. Quá trời quá đất luôn, đánh đủ rồi kìa. Mọi người nhớ đặt thổ nha. Hello nha. Hello AD này BK luôn. bình thường AD đi quay thôi. Này thì bình thường cũng đi bơm máu mà, mình thì mình không chơi Adam được đâu. Chơi Adam phải đi lên đi xuống mệt lắm. Chơi Nga Mi nó khỏe nhất mọi người ơi. Nga Mi thì chỉ cần đi theo bơm máu là nó rất là dễ chơi nha. Mấy bạn nữ cũng có thể chơi được nữa. Quên tự nhiên đi Nguyệt Lạc Tây Phục quan phủ chiếu chuẩn bị lụm gương. Ơi đừng có quýnh nó sát cái
xét cái móc móc quá một hồi nó rơi vô chứ trong kia không có lụm gương được ấy. Ai chuẩn bị hôi cổ mọi người ơi, không biết gương của ai nhưng mà có cái gương thì lụm thôi. Thôi nhường cho Otola đi, thấy thương quá. Đây lụm đi. Tôi rất là thương mấy người kia đó, nhường cho Otola đó. Đó, nó quýnh vô đây, rớt vô đây sao mà lụm, thấy chưa? Tôi kêu đừng có quýnh vô dách rồi không nghe. Kêu đừng có quýnh vô dách rồi, quýnh vô dách không có lụm được. Quýnh nữa được rồi, mang qua là xăm cà ve. Mọi người ơi, mai tôi phải đi sáng tôi phải đi đi lên Bình Dương. Trời, cái gì vậy? Bò lét. Có vẻ như tôi đánh người ta giống như là đà lắm, giống như là quái đánh vậy đó mọi người. Đánh có 4 ca máu à. Rồi lại đánh tiếp nữa rồi nè. Nó ngừng nghỉ được phút nào hết trơn á. Oh my gosh. Ơi, are you killing me? No. Đó, vô cái ngồi tuyệt vời. Đứng lên Nguyệt Lạc Tây Sơn hy sinh mọi người. Hy sinh gì mọi người nha. Tôi sẽ đi tôi quyên sinh. Kiếm sát, ở quên, vừa đó Nguyệt Lạc rồi mà. Ây, trời ơi, chết rồi đi lộn đường. Quên tôi đó Nguyệt Lạc Tây Sơn rồi mà. Cái vụ đít ạ, thì mọi người, bạn nào bị đít á, mình chụp cái bảng lại để coi nó bị lỗi gì, mình mới gửi cho kỹ thuật viên mới coi coi nó nguyên dung tại sao. Chứ mà người hỏi mình thực sự mình đâu biết đâu, mình ngu lắm, mình đâu có biết gì về kỹ thuật đâu. Rồi chỉ biết lên livestream cho mọi người coi rồi thôi, chứ kêu tôi mà fix lỗi tôi không thể fix, không thể nào biết fix được. Hoặc là mọi người có thể tải lại cái link link Google Chrome ở trên Google Drive chứ, ở trên trên chủ á, mọi người xóa thứ một hiện tại, nhớ là game này, nhớ là chơi game ra việc thì mọi người phải xóa hết gì virus và tuần lửa, tắt hẳn tuần lửa đi. Thực ra là mấy cái gì virus nó cũng chả có tác dụng gì đâu, tắt xong rồi mọi người giải nén tay đi. Mọi người chạy khi nào mà nó quét á thì nó sẽ ăn mất mấy cái file, mà thiếu file thì nó sẽ bị đít, nó kiểu như vậy ấy. Ở phía sau nữa ha, u quánh gì dữ vậy, ngáy nga mi chân ngắn hơi lên người cho nó lẹ. Rồi Thiên Anh đi đâu vậy má? Rồi Thiên Anh chết rồi hả? Quýnh Mai Tuấn Kiệt giống như là ghẹ đĩa đĩa long gì đó, quýnh được có 3 ca máu. Ông gì để dí tôi xuống dưới kia để tôi lươn xuống tôi cứu ổng đã, cứu được không ta? Ê, tôi xuống tôi cứu ông đây, cứu được không? Chưa thấy chỗ nào để cứu ổng luôn á. Ê, cứu không kịp rồi, ôi chết rồi. Ôi, tôi cứu ông ạ, tôi cứu không được ổng mà bây giờ tôi xém chết luôn nè. Đúng rồi, quýnh lại ông này không? Tính đi xuống cứu ổng. À, ông Thiên Sơn này gà không biết giải. Chơi Thiên Sơn mà không biết giải mù. Tàn hình với tôi hả? Tôi cho cái củ âm bạch cốt chả và đi tàn hình với tôi. Đợi tôi đứng đợi tôi xíu rồi tôi boost xong đã. đâu rồi? Trời ơi tàn hình mất tiêu luôn rồi. Để coi có con gầm thét không, thôi không có. Tha cho ổng đi. Ôi mọi người đi đâu hết rồi? Gì tôi bơ vơ lạc lõng vậy? Ủa? Ôi tự nhiên đi đâu hết trơn rồi? Tôi đang đi kiếm mọi người ơi, đi đâu hết rồi? Trời ơi, đi đâu hết rồi? Mọi người đang ở đâu vậy? Nhưng mà tôi là con cá lạc đàn á mọi người, đi. Nhưng mà ở đây thấy mọi người rồi. Kêu nghỉ ha, giải tán ha. 11 giờ ở bên